Thằng à, mở nội thất cho anh em xem nhá. Đây, đôi loa Bow 101 IT, hàng zin tuyệt đối các bác nhá. Mát là 12 toàn giải. Nội thất mở ra thì phê lòi luôn. Củ bọc từ nam châm đẳng cấp. Đặc biệt mã loa này sản xuất lắp ráp tại Mỹ luôn. Thật ra cái điều đó nó không quan trọng đâu, cửa hàng nói để anh em nắm được thôi. Đa phần lắp ráp tại Mexico hoặc Canada. Một lẻ một IT, hàng zin, hàng mạng zin tuyệt đối luôn các bác nhá. Lần đầu tiên là mở ốc đôi loa này nha. Vẫn đang chạy đây, tiếng vẫn đang chạy. Giá 3,5 triệu cho em đó. Một đôi loa rất ít có. 101 thì cửa hàng bán nhiều, nhưng 101 IT này thì ít lắm anh em nha. Sản xuất tại Mỹ. Ueda, made in Ueda. Công suất tối đa 160W, trở kháng trung bình 6 ohm. Với dòng này công suất auto, trở kháng auto như các bác nhá. Trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Với những dòng loa lời này nó là như vậy đấy anh em ạ. Nó không ghi rõ trên tem đâu. 0941891914, khu đô thị Văn Phú các bác nhá. Hàng quay rõ, thuyết minh rõ, như là báo giá rõ, địa chỉ rõ. Anh em ở xa mua hàng đặt cọc cửa hàng gọi gửi biểu điện cho các bác.